Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một nhà hàng trên phố Lê Đức Thọ, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Các đơn vị chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ tham gia tổ chức chữa cháy. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng, số điện thoại 0974 3 số cuối 456. Xe khách chở 40 người lao lên giải phân cách, húc gãy hai trụ đèn vì tránh một người phụ nữ đi xe máy thiếu quan sát khi qua đường. Phản ánh của khán giả Bùi Minh Tâm, số điện thoại 0976 3 số cuối 321. Tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức khiến người tham gia giao thông luôn cảm thấy bất an trước nguy cơ tai nạn. Phản ánh của khán giả Ngô Linh, số điện thoại 0967 3 số cuối 531. Hạn chế nắng nóng gây hại cho cây ăn quả, nhiều hộ nông dân ở vùng đồi núi tại Hà Tĩnh phải mặc thêm áo giáp chống nắng cho cây ăn quả. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Ghé thăm phiên chợ chia sẻ đồ cũ, lan tỏa lối sống xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Linh, số điện thoại 0887 3 số cuối 634. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 7, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà hàng Bò Tơ Năm Sánh 07 tại địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Chỉ huy 114 đã điều động 4 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an phường và dân phòng tham gia tổ chức chữa cháy. Đến 2 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích đám cháy khoảng 300m². Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được các đơn vị chức năng thống kê. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế, chân sắt, mặt gỗ, mái lá cọ. Nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ. Một chiếc xe khách chở 40 người đã lao lên giải phân cách khi tránh một xe máy qua đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 20 tháng 7. Vào thời điểm trên, tài xế Hoàng Tiến Dũng sinh năm 1974 quê Thanh Hóa điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 36B02558 chạy trên đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, theo hướng từ hầm Hải Vân về bến xe trung tâm. Khi xe khách đến giao lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sinh Sắc thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ chạy xe máy lao từ con ngõ nhỏ ra đường. Theo phản xạ thì tài xế Dũng lập tức bẻ lái để tránh người phụ nữ. Xe khách mất lái lao lên giải phân cách, húc gãy hai trụ đèn. Thời điểm này trên xe có hơn 40 hành khách, trong đó có trẻ em, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Người dân gần đó lập tức hỗ trợ mở cửa đưa hành khách xuống xe. Tại hiện trường, phần đầu xe bị hư hỏng, kính lái xe khách vỡ nát. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.
tô, xe tải, xe container và xe máy chen chúc nhau, nhích từng chút một. Thậm chí nhiều xe máy phải leo lên phần đường dành cho người đi bộ trên cầu để giảm ùn ứ. Đây là thực trạng tại cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh suốt nhiều ngày qua. Cái xe nặng nhất là đoạn dẫn lên cầu khi dòng xe container rồng rắn dài hơn 2 km phải xếp hàng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng là vì một phần cầu Phú Mỹ đang được rào chắn để sửa khe co giãn dẫn đến ô tô, xe tải và xe container được phân luồng đi vào làn xe hai bánh. Làn đường nhỏ khiến người đi xe máy lo sợ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là khi xe bị chết máy giữa cầu như thế này. Xe tải này, tôi là xe 4 chỗ, xe 7 chỗ là toàn lấn. Mình là làm về đồng mệt rồi, xe 2 bánh là không có chỗ mà đi nữa. Nhiều khi xe 4 bánh á, lấn tuyến á, còn ép xe máy nữa. Tôi đã từng là bị đấy. Thì nhiều khi sợ cho mày về, nhắm về, có nhiều khi mưa rồi tối nữa. Nhiều khi lên đây mình chạy từ từ dân thông hơn, chạy dưới chết á. Thoải mái hơn, một mình rầm rai tại thoải mái, còn dưới kia là xe đánh nhau như từng đó, là nhiều khi xe lớn tuyến nữa. Nhiều người cũng cùng chung tâm trạng lo lắng, sợ hãi như vậy khi đi qua cây cầu này. Mặc dù vậy, họ buộc phải chấp nhận, bởi nếu đi đường vòng thì sẽ xa và tốn kém hơn. Cái này dành cho người đi bộ thôi, nhưng mà ở đây thì không có ai đi bộ, thì tôi phải chạy đây cho nó an toàn hơn. Đi đường cầu Sài Gòn về thì nó xa, nên là phải chọn con đường gần nhất với đường này, thì giá chăng nó cũng đắt đó, thì phải bất chấp thôi, thì có thể làm mà không nhất được, không được mấy đồng rồi. Thì nói chung là đi khác thì vốn mất 8 đến 9 cây thì nói chung không đủ tiền tăng. Nếu mà chạy chung là vẫn sợ chứ, vẫn sợ xảy ra sự cố. Tại vì do thì cầu nó sửa thôi, thì mình phải thông cảm cho người ta một chút. Ngay dốc cầu Phú Mỹ, các lực lượng chức năng thay phiên điều tiết giao thông cả ngày lẫn đêm để đảm bảo giao thông không bị hỗn loạn. Thường giờ cao điểm là từ sáng sớm, hoặc là từ buổi chiều là lưu lượng xe sợ ra giờ này tắc nghẽn. Mấy loại xe máy, ô tô hoặc là mấy loại xe tải nhỏ, mình cho đi chung với nhau, vô lăng xe máy, tai nạn thì cũng có xảy ra một vài vụ. Xe tải thì hút đuôi nhau, còn xe máy thì lâu lâu va chạm. Nếu không đi tuyến đường này thì có thể là vòng qua huyện Quang Linh, đi qua bên kia. Còn nếu tuyến đường bắt buộc thì đi qua đây thì phải là đi qua đây là dễ kẹt được. Xe tải hoặc xe container là mình phải chú ý. Ví dụ mấy xe tải này nó vòng lên cầu thường xuyên là nhảy rất là ấu. Nên là mình phải đặt hạn chế, nói chung là 27 để nó giảm tốc độ lại. Cầu Phú Mỹ dài hơn 2 km. Hai khe co giãn của cầu giúp hạn chế nứt mặt bê tông khi nhiệt độ thay đổi đang được sửa chữa và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2022 với tổng chi phí hơn 21 tỷ đồng. Dù mới được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng chưa lâu, nhưng chỉ sau vài cơn mưa lớn thì tuyến đường tỉnh 756 Minh Lập, Lộc Hiệp, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, thì người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư sớm có giải pháp khắc phục sự cố về lâu dài để tránh lãng phí nguồn lực rất lớn mà nhà nước đã đầu tư. Theo người dân địa phương, tuyến đường DT756 Minh Lập, Lộc Hiệp sau khi được đầu tư, nâng cấp và đưa vào hoạt động đã rút ngắn được khoảng cách, thời gian cho người và phương tiện trong quá trình đi lại, giao thương hàng hóa. Thế nhưng, chỉ sau hai trận mưa lớn, những ngày gần đây, áp lực nước quá lớn từ các lô cao su đã làm phần lề đường bị sạt lở nhiều đoạn, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại nơi đây. Theo người dân chúng tôi thì tôi nghĩ là phải có mương kè thì mới bảo vệ được con đường, nó mới bền vững sau này. Chứ còn không có mương kè thì trước sau nó cũng phải hư. Thì nói chung là người dân chúng tôi cũng rất là, nếu mà không làm thì đường này nó hư thì phí cái tài sản của nhân dân và nhà nước để đầu tư ra làm con đường. Cũng theo người dân địa phương, tuyến đường DT756 trước khi được đầu tư, nâng cấp, có hệ thống kè thoát nước hai bên. Mặc dù đường hẹp nhưng chưa xảy ra sự cố sạt lở như hiện nay. Cùng với đó, đường rộng, có nhiều khúc cua nguy hiểm, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Bên cạnh việc sớm khắc phục sự cố, đơn vị chủ đầu tư
cũng cần tính toán đến các nhóm giải pháp chống sạt lở về lâu dài, gắn với đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển và phối hợp bảo vệ an ninh an toàn đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã phát hiện 11 phương tiện đang neo đậu khai thác thủy sản vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Theo đó, tổ tuần tra đã tuần tra dọc hành lang an toàn đường ống khí Nam Côn Sơn từ km 22 đến km 290, khu vực KP75 và ngược lại. Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện 8 vụ việc với 11 phương tiện đang neo đậu khai thác thủy sản vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Tổ tuần tra đã lập biên bản 8 phương tiện, tuyên truyền nhắc nhở 3 phương tiện. Các phương tiện vi phạm từ các tỉnh gồm Bến Tre, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời phát tờ rơi in bản đồ tọa độ các tuyến ống dẫn khí dưới đáy biển, tuyên truyền về nghị định 99/2020 NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, qua đó giúp ngư dân nâng cao nhận thức về các quy định của nhà nước và những mối nguy hiểm khi hoạt động trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí, góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh an toàn đường ống dẫn khí dưới biển. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều hộ nông dân ở các vùng đồi núi tại Hà Tĩnh phải mặc thêm áo giáp chống nóng nắng cho cây ăn quả. Cách làm này vừa giúp quả không bị cháy khô trong suốt mùa nắng nóng, vừa chống được một số loài côn trùng gây hại. Để chống hạn và chống nắng cho cây ăn quả, ngoài lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt và phủ rơm dạ giữ ẩm cho gốc cây trước cái nắng chói chang của mùa hè khắc nghiệt, người dân ở nhiều địa phương của Hà Tĩnh còn dùng các loại bao, túi bọc để bọc cho từng trái quả trên cây để tránh mất mùa cam, bưởi và các loại cây ăn quả do nắng nóng kéo dài. Nhiều bà con nông dân đã mua loại bao bì chuyên dụng về bọc toàn bộ số quả có trong vườn. Các loại bao bì bọc trái cây giá thành rất rẻ nhưng có tác dụng giúp quả không bị cháy khô do nắng nóng gay gắt, vừa giúp chống được một số loài côn trùng gây hại. Vào mùa nắng nóng, hầu như chủ vườn cây ăn trái nào cũng sử dụng phương pháp này. Ngoài phun tưới thì việc đảm bảo độ ẩm ở gốc, bổ sung thêm nguồn chất dinh dưỡng, kiểm tra loại sâu bệnh là những giải pháp hữu hiệu được người trồng cam làm thường xuyên để hạn chế cây khô héo, rụng quả, quả chất lượng kém trong mùa nắng nóng. Đồng thời tiến hành cắt tỉa cành sâu, kịp thời phát hiện các loại bệnh khô lá, nấm trắng để giúp các loại cây ăn quả sinh trưởng khỏe mạnh, chất lượng quả đạt tốt. Những ngày vừa qua, các phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Cơ Thạch của thành phố Nha Trang đều cảm thấy thích thú trước từng hàng cây cau cảnh trồng trên các tuyến đường này đồng loạt chín đỏ, tạo nên cảnh tượng thú vị, lạ mắt, nhất là đối với khách du lịch. Vô số cây cau cảnh đồng loạt chín đỏ rực rỡ, từng chùm cau nặng trĩu quả giống như những chùm nho đu đưa theo gió. Có những chùm cau đã chín đỏ, có những chùm cau lại mang màu vàng tươi óng ánh, cùng chen nhau khoe sắc, tạo nét tươi vui, lạ mắt. Được biết, những cây cau cảnh đã được trồng đại trà trên các tuyến đường biển Nha Trang từ gần 2 năm nay. Hàng năm khi đến mùa cau cảnh bung trái là các tuyến đường biển này rợp một màu hồng, đỏ và vàng, quả chín chen cùng với những quả còn xanh tạo nên đủ màu sắc, đẹp mắt, gây thích thú cho người đi đường. Đây được coi là một nét chấm phá ngoạn mục tạo nên bức tranh đường phố mới cho thành phố biển Nha Trang. Với mục tiêu hạn chế rác thải, tăng vòng đời sử dụng cho các sản phẩm, vật dụng cũ,
Vừa qua, một phiên chợ đặc biệt được tổ chức với tên gọi Phiên chợ chia sẻ đồ cũ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Từ sáng sớm, sân trước chung cư Vũng Thùng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã nhộn nhịp, tấp nập tiếng người mua kẻ bán. Bởi đây là địa điểm diễn ra phiên chợ chia sẻ đồ cũ, nơi người bán trao tặng, chia sẻ những món đồ không sử dụng với mức giá yêu thương cho những người có nhu cầu. Qua hai phiên giao dịch thử nghiệm, đã có hơn 30 gian hàng với 400 lượt người tham gia. Đây là chương trình do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP và Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông tổ chức nhằm thử nghiệm chính sách về kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng. Cái phiên chợ này nó muốn nhắn nhủ với mọi người là thông qua cái hành vi tiêu dùng của mỗi người thì có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế tuần hoàn của thành phố Đà Nẵng. Khi mình tiêu dùng chia sẻ đồ cũ thì mình đã giảm cái lượng rác thải ra môi trường, mình đã giảm cái lượng tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên để mà sản xuất ra các sản phẩm mới, và mình cũng lan tỏa cái hành vi và cái lối sống xanh cho mọi người. Và còn một mặt nữa là nó còn giúp cho mình tiết kiệm được, khi mình mua được đồ mới thì mình tiết kiệm được tiền, và cái người bán họ cũng thu được cái doanh số từ cái việc bán đi cái đồ cũ. Đối với phiên chợ, ai cũng có thể chọn cho mình các mặt hàng với nhiều chủng loại như quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng, sách, đồ lưu niệm, quà tặng với mức giá chỉ từ vài chục ngàn đồng. Cũng có nhiều gian hàng miễn phí trao tặng với giá không đồng. Tất cả đều được trưng bày gọn gàng, thẩm mỹ. Bọn em rất là vui khi tham gia những cái hoạt động như vậy, và kiểu mình sẽ đem những cái món đồ của mình ra bán thì cái mình sẽ có cái động lực hơn để có thể là tái sử dụng đồ cũ cũng như hiểu hơn những cái giá trị của đồ cũ mang lại. Và bên cạnh đó thì mình kiểu mình mang cái món đồ của mình và mình đem mình tặng người khác và giúp cái món đồ của mình nó thêm vòng đời thì rất là vui. Tôi thấy phiên chợ này rất có ích cho mọi người. Nếu như được nhân rộng nhiều lên tất cả các phường để cho những người nghèo, người ta có dịp tiếp cận những cái đồ mà người ta thích mà người ta không có thể có tiền mua được, và nhất là sách vở cho các em nhỏ mà trong cái diện gia đình khó khăn không mua được. Trên cơ sở những ý kiến thu thập được từ người dân tham gia phiên chợ, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, báo cáo, đề xuất nhân rộng, áp dụng thường xuyên mô hình trên các phường trong địa bàn. Qua đó lan tỏa lối sống xanh, tinh thần chia sẻ yêu thương tới cộng đồng. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Sáng ngày 20 tháng 7, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà hàng Bò Tơ 5 Sánh 07 tại địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đến 2 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 300 m². Vụ cháy không có thiệt hại về người, còn thiệt hại tài sản đang được các đơn vị chức năng thống kê. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0974 3 số cuối 456. Một chiếc xe khách chở 40 người đã lao lên giải phân cách khi tránh một xe máy qua đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có trẻ em, nhưng may mắn không ai bị thương. Người dân gần đó lập tức hỗ trợ mở cửa, đưa hành khách xuống xe. Phản ánh của khán giả Bùi Minh Tâm có số điện thoại 0976 3 số cuối 321. Ô tô, xe tải, xe container và xe máy chen chúc nhau, nhích từng chút một. Thậm chí nhiều xe máy phải leo lên phần đường dành cho người đi bộ trên cầu để giảm ùn ứ. Đây là thực trạng tại cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh suốt nhiều ngày qua. Kẹt xe nặng nhất là đoạn dẫn lên cầu khi dòng xe container rồng rắn dài hơn 2 km, phải xếp hàng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng là vì một phần cầu Phú Mỹ đang được rào chắn,
để sửa khe co giãn dẫn đến ô tô, xe tải và xe container được phân luồng đi vào làn xe hai bánh. Phản ánh của khán giả Ngô Linh có số điện thoại 0967 3 số cuối 531. Mặc dù mới được đầu tư, nâng cấp, đưa vào sử dụng chưa lâu, nhưng chỉ sau vài cơn mưa lớn, tuyến đường DT756 Minh Lập, Lộc Hiệp, đoạn đi qua địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư sớm có giải pháp khắc phục sự cố về lâu dài để tránh lãng phí nguồn lực rất lớn nhà nước đã đầu tư. Phản ánh của khán giả Ngô Minh Châu có số điện thoại 0945 3 số cuối 631. Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển và phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đã phát hiện 11 phương tiện đang neo đậu, khai thác thủy sản, vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Phản ánh của khán giả Quang Anh có số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Do ảnh hưởng nắng nóng gây hại cho cây ăn quả, nhiều hộ nông dân ở các vùng đồi núi ở Hà Tĩnh phải mặc thêm áo giáp chống nắng cho từng trái ở trên cây. Cách làm này vừa giúp quả không bị cháy khô trong suốt mùa nắng nóng, vừa chống được một số loài côn trùng gây hại. Ngoài ra, người nông dân còn áp dụng các biện pháp phun tưới để đảm bảo độ ẩm ở gốc, bổ sung thêm nguồn chất dinh dưỡng cho cây trồng. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Những ngày vừa qua, các phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Cơ Thạch của thành phố Nha Trang đều cảm thấy thích thú trước từng hàng cây cao cảnh trồng trên các tuyến đường này đồng loạt chín đỏ, tạo nên cảnh tượng thú vị, lạ mắt nhất là đối với khách du lịch. Được biết, những cây cao cảnh đã được trồng đại trà trên các tuyến đường biển Nha Trang từ gần 2 năm nay. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Với mục tiêu hạn chế rác thải, tăng vòng đời sử dụng cho các sản phẩm, vật dụng cũ, vừa qua một phiên chợ đặc biệt được tổ chức với tên gọi Phiên chợ chia sẻ đồ cũ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Đến với phiên chợ, ai cũng có thể chọn cho mình các mặt hàng với nhiều chủng loại như quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng, sách, đồ lưu niệm, quà tặng. Với mức giá chỉ từ vài chục ngàn đồng, cũng có nhiều gian hàng miễn phí trao tặng với giá 0 đồng. Tất cả đều được trưng bày gọn gàng, thẩm mỹ. Chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Linh có số điện thoại 0887 3 số cuối 634. Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.